cái dĩa đó đó, cái dĩa đó để đắp nồi lên. Cái thùng bột mày đưa qua bên kia đi. Nghịch tay. Ở đây gió tới không? Ông nội thì thận nhà đổ nhiễu hột rùi, một rùi, một viên, một hạt tùm lum luôn. Rồi. Cái mới thử khét. Lửa ít thôi, một cây củi được rồi. Biết này nó nóng dữ lắm. Chị út ra đi rồi sạc đi, mà có khung dây không? Có. Một pha sạc cân hết hả? Chị sạc đi. Út ra đi. Rồi bảo có lại đây không làm không vậy? Lại đổ khuôn nữa đi thầy. Là làm khuôn nữa đi. Lại đổ khuôn nữa đi. Làm cái nữa đi nè. Bình lại đây ngồi cho coi ông thầy đổ ở bình. Nãy giờ không có mày không chịu đổ kìa. Ngồi xuống nội. Ở đâu mà đứng nhõng đít. Ngồi ghế đâu đây ngồi. Ngồi bẹp đất đó. Rồi, đổ đi. Cái lấy cái máy kia lại quay gần mới được. Bà đứng không nha mày. Còn nào bị gì vậy? Không, không quay nữa. Chưa tới giờ nữa, điện lý hết chứ. Thầy nè. Chưa tới giờ điện lý hết chứ. Điện lý gì ông vô không? Nãy giờ tôi hối gì đâu, chuyện nó ma của chuyện của tôi riêng mà. Chuyện riêng nha ông hả? Cái đổ bánh khọt không ông nội? Đổ vừa vừa thôi, đang còn đổ nước vừa lên trên nữa. Như cái đầu tiên là được á. Ừ. Cái mồi dính gì kìa ông nội ơi. Đây nè. Rồi hết rồi. Bột chứ gì. Ờ dính cái gì. Bột bánh thọt tao phải từ từ lên chứ. Ăn hẳn rồi vậy. Đó, đây là cô gái nhà măng đang đổ bánh thọt. Hữu Bình mày đứng bên đây cho Hữu Bình. Cho mặt sáng sáng lên tao cho ông nhìn mày không liếc liếc mà nó đẹp thôi. Không phải dính nó cho sáng. Nói chuyện nãy giờ là tôi đây là, tôi tôi quạo dữ lắm rồi đó. Nói gì quạo? Tôi chưa nói rồi. Ông cứ nhắc cái vụ tiền đi quay hoài rồi tao cứu nội đó để cho tao giỡn thì tự nhiên đi giờ này đi nhắc cái vụ tiền với ta. Mình quay là mình phải có tiền phải không ơi thầy? Không phàn nàn nãy giờ kìa ba. Mày ngồi xuống đây coi. Mày dẹp vụ tiền đi, mày nói vụ tiền là cái mặt ông chầm chầm từ đầu tới cuối luôn đó. Kìa đó. Tại ông mà ông qua cái ông đưa. Rồi rồi, còn gì nữa. Lại lại. Lại lại. Lại nắp lại. Lại lại ba 2 phút rồi thả đổ nước dừa. Bắt ngồi đây luôn vậy đó hả? Ừ. Mát mà. Đây là gương. Đây là cô Mười Nha Măng. Đó dây kìa, cái cọng dây kìa. Cái liệt phê qua đây coi ông vua. Quay đâu đây đưa ông nội. Cái liệt phê rỗng không anh? Tôi phải vô tóc là cái mặt phải tươi lên. Ừ để liệt phê, lấy thầy rồi. Tôi không muốn rồi. Ủa mà khét ha. Không có cái tụi. Cái lỗ dính. Lỗ mà khét. Dính đụng dao. Đây nè. Cô kêu á. Rồi hết rồi. Ai quẹt lọ nó đó đó. Không có. Không có. Cái này bóc này nào. Cái này bóc cái tuổi kìa. Dạ hôm qua là sùng bố mà đó. Thiệt nha ông. À, ông bóc ra dây củi kìa. Ông cầm ra ra. Đúng không? Nhìn Hữu Bình nữa kìa. Hoài luôn á. Thái Hữu Bình đi. Dạ ông Hữu Bình biết mà. Dạ ông Hữu Bình mà bánh khọt khét là ông có chuyện với tôi đó. À, tối ông ngủ sao ông nói lại nghe coi. Ông nói gặp Hữu Bình xong rồi tối về ngủ không có được gì trơn không nội không ác. Ủa, đó. Nấu chờ cho mà. Quán đó. Rồi mở ra đổ vừa đây. Mở mà thấy á. Đổ vừa lên thầy.
má thấy anh mình nằm nè nè ít ít thôi, phần ba muỗng được rồi. Đúng rồi đó, rồi hai cái kia khác đờm chứ chổng đi không nổi. Nhiêu đây ba này nó chuyển khơi qua ông nội luôn tôi mô phật từ sao mà văng cục đờm chứ đúng đó thì ông nội. Dính cái đầu, dính cái đầu kìa, dính cái đầu nó bự kìa. Quay cái mặt ổng kìa, cái lúc ổng đang cười cái quay bánh khọt mày cũng chướng khí lắm. Ủa mẹ chồng cười quay văng cục đờm cho ổng rồi. Cái lúc ta đang đổ bánh khọt, ta đang cười thì ổng quay đỡ mặt ổng chầm chầm cái nó quay. Tôi đừng sùng bố, lẹ lẹ tay lên nhé. Đừng có nói nhiều. Còn cái nữa. Nóng lắm kìa. Nào. Đây nè, cái đầu tiên nè. Cái đầu tiên nó đổ rồi. Cái này nè trời. Bên đó đổ rồi mà. Chưa. Rồi, ít rồi, ít à. Đây để nắp đây lại. Đây đợi, để lại 30 giây. Nóng quá nậu luôn. Khét mẹ luôn à. Thì mình quay YouTube là mình thấy vậy chịu nóng chút đi. Vô chổng coi đứa nào bưng cái tô nước mắm đi giờ cho ông ăn trước rồi ông mới về kìa. Về đâu về trời. Làm gì về? Đi phê kìa ông thầy. Rồi là đắng kìa ba chị hái đi ba đâu ngồi hoài vậy. Làm gì về? Dạ. Thầy. Ông đi tụng đám ma cho người ta 12 giờ kìa. Thánh thằng ơi, thấu trời à. Uống đi làm gì cầm nhỉnh ly quậy cha. Quậy lên quậy đường lên đắng nghét. Gặp Phú Quỳnh, gặp Phú Quỳnh nó điếng không quậy đường được luôn á. Khét khét rồi đó, quá lửa rồi. Hồi nãy là ta để nó vừa nổi một thời gian. Ta chậm một cây củi à mấy mày cái nung nung vô. Cho đổ nước dừa vô đi, ta trộn chung vô đi. Khét đít trơn kìa. Có bột rồi có nêm không? Không. Không để chấm tư vậy hả? Bị gì mà còn khét đít kìa. Nước dừa nhiều quá nó khét á. Quá nóng luôn rồi, đừng có chậm củi nữa. Ê trời ơi. Dừa trên cho kịp chín ra dưới nó khét. Ta đổ bột vô đỡ nước dừa vô luôn đi. Trộn chung vậy đó. Nước cốt dừa nãy có đưa vô nhiều rồi. Tại muốn để trang lớp trên mặt đó. Okay. Nhìn hoài luôn. Nhìn anh tha thiết. Chỉ chứ cái cây củi này nó cháy phần phần nữa nè. Ngọt già trong cái về ngọt cho mấy mới về ông má không có Bình chứ không nói về mà ai đưa ông về của Bình ha. Từ 12 giờ đến 2-3 giờ gì rồi đổi đi có 10 giờ mấy gì năm bô cũng chưa cao có gì nữa đi coi. Nó nghe. Ủa, chụm một cây một mà đừng có chụm nhiều nữa nó cháy tàn làng hết trơn. Đang thoại ra thoại chuyển máy hả? Đẹp trai kia đâu rồi? Thằng qua nữa. Đẹp trai nào nữa ông nội? Kiếm hay đồ quá gì á? Còn thằng nữa.